Động banh ở lần này của Honkai Star Rail thì mình đã roll về cho được bản thân một Acheron. Và như là truyền thống của kênh, mình sẽ farm 2000 năng lượng khai phá cho Acheron để xem coi mình sẽ được những thánh di vật gì. Thì mọi người cùng xem mình sẽ farm được gì nhé. Kể lần farm đầu mới thứ một cái. Thật ra là 30 giây mình đã bị sốc cho 30 giây trước, còn Acheron nó chém ghê quá. Mình mượn Acheron của anh Sim Acheron. Okay, thì cái này mình nhớ là cái áo nè, áo tỷ lệ bạo thì tốt ha. Okay. Ý có tỷ lệ bạo kìa. Cái này xài cho well được không? Hay là well vẫn xài tỷ lệ? Nên xài sát thương em. Well sát thương hả? Nè. Yeah. Ờ tí lại đâu. Một cái giày với một cái thân. Cái nào trước? Cái giày trước. Nào trước? Cái đầu trước đi, cái đầu trước đi. Không, thực ra mình chưa có à. Kiểu như lên 4 thử coi nó có một vòng crit không. Anh sẽ giữ cái này nha. Ừ, em cũng giữ. Ủa, hơi ảo. Tay xé rồi. Tay bà xé rồi. Không, thực ra là cái set này được cái là nó vẫn là set tấn công kích phá. Mình có thể chơi 2-2 cho Gallagher hoặc là nhà khai phá được. Ồ, oh, hai cái tay này. vẫn giữ. Anh có nên ngạc nhiên không? Thì đương nhiên là. Rồi tao sao chính xác hiệu ứng nhất khác hiệu ứng nhiều vậy? Tại này có một cái nón tiếp thì. Khác hiệu ứng cái tấn công kích phá của chính xác hiệu ứng không? Nếu mà hòa hợp em đang. Anh không biết nha. Nhưng mà anh không biết nha. Tức là khả năng chính xác hiệu ứng là khả năng gài. Chính xác là khả năng gài hiệu ứng xấu cái lên. Hòa hợp thì chắc không cần. Còn... cái đó anh không biết. Và nó có gài cái gì không? Công kích phá hơn. Ừ. Biết đâu. Biết đâu. Thì biết chứ giờ làm cái gì chứ. Nếu mà nó vô một lần nó coi như tốt hơn rồi. Cầm mới nói xong. Cái này tốc độ. Thôi mình lên 15 luôn đi em ơi. Mình chơi hướng tốc độ luôn đi em ơi. Ồ tấn công luôn này còn. Lên luôn. Giờ mà tấn công giờ này đủ rồi, mình chuyển sang tỷ lệ được không? Con này cũng cần tỷ lệ. Acheron là một con rất cần tỷ lệ các bạn. Thử 12 coi, 12 nó không vô tỷ lệ thì để đó. Này là cho queo á. Mình lo luôn. Tốn phút luôn, lên luôn. Lên thiếu phút anh, nên lên mấy kia cộng 3 đã. Rồi em đi luôn. Xoáy. Rồi em dồn cho cái con 15 luôn. Để mình kết thúc cái món rồi coi. Để mình đọc mấy cái này đã. Rồi đi. Đó, đi lẹ. Rồi mấy cái món này nô hố lắm. Nô hố nhưng mà. Ok. Lần một lần làm lần thôi. Lần đã fail rồi nè. Ta còn à, lẽ macro này, macro này, phải im. À quên ha, không nói gì hết. Ừ. Well, so với cái này thì ngang, nhưng mà thua tấn công, ừ, thua tấn công. Rồi, vô. Không, game này có chừa, Thiệt. Cái ngày đầu tiên thì nó bùng lỗ. Giá như nó là sát thương bạo. Này ai xài được không ta? Thực ra hình như cũng có đứa xài được đúng không? Khởi đầu thuận lợi. Là giờ cái này ra cái giày tóc mà mình cầm cho nhà khai phá hòa hợp luôn đó mọi người. Ê có tóc à? Đó, tóc đó. Ừ, tóc mà này đó phải dày. Không, nhưng mà cái này dòng chính thì chắc chắn là chỉ có một cái thôi. Cái này nó roll tóc thì hợp lý. Mình sẽ giữ để... Nhưng mà dày ra cái gì nhờ? À.
Cái này thì về nhà khai phá cũng chê, nhà khai phá hỏa cũng chê. Tôi chê. Tôi chê. Đó, ít nhất cũng có một cái nón này. Đang suy nghĩ tới áo tăng trị liệu cho Galanger nha. Láng lát em cho anh coi cái nón tăng trị liệu của em nó còn lỗi hơn cái này nữa, cho nên là thôi. Ok. Cái này cũng lỗi y chang. Ừ. Lỗi điên. Đau. Wow. Đau. Wow. Không, cái này thì lại khác nha. Nhà ba dòng phụ này ngon quá nếu nó đúng đồ. Không đúng, nhà khai phá hòa hợp em đang tính kiểu như em để trước cho nhà khai phá hòa hợp, thì nhà khai phá hòa hợp là con hòa hợp thì chắc chắn sẽ cần à. Thì ý đấy cứ để cái này trước, nếu mà mai mốt có cái tấn công kích phá thì nó tính sau, hiểu không? Ok, lại phòng thủ. Còn cái này em tính sao? Cái này tính dùng chứ sao? Ok. Chị trời. Đau. Mà cái set không cần luôn. Cái set không cần thì có. Đau quá. Ê. Ít nhất có cái Ủa sao quen vậy ta? Từ từ, để chơi bu hả? Lại là giày. Lại là thân. Cái thân này nó cũng sát thương bảo kích ấy. Cái 4 sao á, hôm qua cũng vậy. Này phòng thủ hoài ta, nãy giờ mình ba cái giày, ba cái phòng thủ liên tiếp rồi đó. Ủa alo. Rồi cái này có tỷ lệ hay sát thương không? Ê. Ok, biết là Akeron cần tỷ lệ hơn sát thương á, nhưng mà nó tốt hơn cái này. Thì nó là 5 sao. Ok, thử coi có cái gì hôm nay nâng trừ cái này không. Tỷ lệ. Tỷ lệ phần trăm HP. Rồi giờ nó vô hết tấn công không nhỉ? Thử à. Tấn công. Ôi. Nó cũng vô được 2 lần nè. Ừ thì nó ôi tấn công thật. Tấn công và tấn công kích phá. Ừ. Nó đều 2 vòng. Mọi người thấy cái khả năng trù của ông Hưng rồi đấy ha. Kệ, không có ông Hưng. Cái mình được 2 đồ luôn mọi người. Cái 4 sao ngon dữ mọi người. Cái 4 sao ngon dữ đấy. Sát thương bảo tí lê bảo nâng thử. Ok, vậy chúng ta có cái tay. Ờ, có sát thương bảo kích nè, suy nghĩ được. Bảo phòng thủ ha. Tăng Akeron tăng cơ. Ok, được cái giày. Được. Ổn cũng ổn ha. Này bỏ nè. Chạy HP. Hài điên. Cái lần này nó còn không đúng set luôn. Hài điên. Ok, bỏ. Này đồ, đúng đồ tiếp rồi. Đó. Mà mình đang thiếu đồ ha. Mình nâng cái này lên thử cộng 4 cũng được. Tấn công đúng rồi đó. Chữ thử coi nó có vô crit không nha. À, vẫn đúng độ, ngon. Ê mọi người. Vãi. Ê ngon quá. Ê hôm nay mới ngày thứ 3 thì phải đúng không? Hôm nay ngày thứ 3 mình có đồ double crit luôn rồi, ngon. Cái phòng thủ này kệ đi, nãy giờ 2 đồ double crit, 1 cái 4 sao, cái 5 sao rồi, ngon dữ vậy. Ok, thử nâng gấp. Nâng mấy cái cộng 4 lên trước à. Mấy cái này lên cộng 4 chứ. Cộng 3. Thì không có gì thì bỏ nè. Đó. Mình đang thiếu. Nhưng mà cái tay này có cái này rồi thì bỏ cái này bỏ không ta? Tại vì nó có một vòng, nó vô vòng còn lại thì cũng suy nghĩ được nè. Ok, cái này thì bỏ ha. Mà mình vẫn phải so sánh với cái hiện tại của Well nữa. Cái Well không có gì chịu tốc độ nè. Có thể bỏ cái này cho Well được. Lấy cái này fit cho cái này. Yeah. Còn cái tấn công này thử coi. Nên vô có dòng crit không? Không, chính xác hiệu ứng luôn. Này vậy này cho không được. Well thì cần speed. Còn cái này tấn công thì chỉ có Akeron xài thôi, cho nên là bỏ ha. Sát thương bạo nè. Tính xấu nè. Ồ, vô một lần sát thương bạo nè, cũng được.
Được đấy. Rồi, thử lần lại ha. Làm lại lần nữa nè. À, kháng hiệu ứng. Chưa tới nổi. Ok, lên thử 12 coi. Ok, lần này vô HP rồi. Mình sẽ để nó ở cộng 12 ha. Nhưng basically nó xài được cho well. Nó xài được cho well, mặc dù well đang cực kỳ thiếu tỷ lệ luôn. Tỷ lệ thì... Nhưng mà cái này chắc chắn nó sẽ tốt hơn cái này, nó sẽ tốt hơn cái này. Cái này cũng ảo ma Canada lắm mọi người. Kháng hiệu ứng này, tấn công này. Lần lên cộng 9 mà lệch thì dục ha. Ok cởi... Đó, phải bỏ hết mấy cái bad luck. Cái này là cái trick lỏ mọi người hiểu không? Trick lỏ. Chứ cái này cũng tỷ lệ bảo kích rồi, nên không cần cái sát thương bảo kích lắm. Tại vì Acheron khá là cần tỷ lệ ha. Phải lấy thêm vòng 4 thử lại gì trước đi ha. Tấn công kích phá. bữa mình thấy cái 20 tấn công kích phá rồi á. Làm ơn đừng vô nữa. Lên 13 nè. Làm ơn double crit đi. Double crit tấn công mỗi cái dòng là mình mừng lắm. Vô à, vô. Nice. Ơ, mỗi cái dòng thiệt. Thì cũng nó cũng vô tấn công kích phá đó. Nhưng mỗi cái một dòng rồi là khỏe rồi nha. Ok. Lần nữa coi. Ngon, 30 CV. Đây, món đầu tiên chúng ta đã được cho Acheron. Quả hay luôn. Dạ tốt hơn hẳn rồi đó. À, cái đầu, cái lúc đầu đó. Nó còn ý nó vẫn còn yếu hơn cả cái đại của Well nữa. Nó chỉ được cái là nó có hơn tốc độ thôi. Nhưng mà cái này chắc chắn là một cái nâng cấp ha. Ok, Acheron lên trên 50% tỷ lệ bạo rồi. The next day. Hai đôi giày của set khác. Ảo. Rồi cái gì đây? Tại sao có thể double crit? Hay ok, hai cái này không giữ được. Không có gì luôn mọi người. Hài điên. À, cái giày này cũng bỏ nè. Bỏ luôn ha. Ê, nãy giờ toàn set kia không, không có set còn lại luôn mọi người. Ở đi nghĩ cái gì đây? Vụ gì vậy? À, tại sao quá thấp mình. Được cái áo kìa. Có cái áo tỷ lệ bạo rồi, ngon ha. Ok, đúng dòng phụ ấy mà sai dòng chính hoàn toàn mọi người. Cái lần cuối cũng được một cái áo nhỉ. Cái này giữ được nè mọi người. Ba cái đồng hồ cho nhà khai phá rồi đó. Nhưng mà à không, thật ra cái này nó không có tốc độ ha. Thực bọt lúc nào cũng cần tốc độ hết, cho nên thôi cái này tỷ lệ bạo nha. Ok, chịu. Ok, hôm nay đổi gió một xíu làm bị diện ha. Nói chung là để 200 nhựa cho bị diện cũng khá là ngon. Và cái mình cần thì là cái dây với cái cầu mà nó không cho rồi. Hay phải cho phòng thủ nữa, mạnh điên. Nếu mà nó cho tấn công cái thứ thì mình còn xài được cho do well, nhưng mà nó cho phòng thủ. Ok, lần thứ hai nhá. Nó cho hai quả cầu luôn mọi người. Có gì không? Còn HP này, tăng sát thương lôi này mà không có crit này. Ê, đúng dòng chính rồi đấy chứ. Là sai dòng phụ rồi. Ok, lần tiếp theo. Lần này chắc không cho đúng đồ luôn. Ai phải cho tấn công. Nó không cho crit cái nào của cái này luôn. Cái set này có thể xài cho mấy nhân vật mà để chơi chuyên chơi cái chuyện hư cấu à. Nhưng mà giờ nó không cho cái gì luôn thì chịu. Ok, lần tiếp theo. Để lần này có gì ngon. Lần này hai set kia luôn. Ok. Chịu. Đó, phải cũng HP nữa. Cái này attack không? Cũng HP luôn. Ai, cái set này đi cái chuyện hư cấu qua, cho nên là mọi người lấy full dam chứ không có cần sống sót gì của cái chuyện hư cấu hết á. Ok, lần cuối cùng của 200 nhựa. Hy vọng lần này có gì ngon nha. Ok, không nên nói trước à. Nó không có gì luôn. Ai tăng sát thương nguyên tố băng. Ta maybe. Tăng sát thương lôi.
Rồi rồi con nào chơi 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 bộ này chơi lôi ta. Đem vô chơi Acheron chơi chơi gì ta? Đem vô chơi Acheron chơi kiểu hiện hư cấu nghe cũng được nha. Ok. Hôm nay chúng ta đây là ngày cuối cùng chúng ta farm di vật ha. Từ bắt đầu từ ngày mai là sự kiện gấp 3 lần thánh di vật. Bắt đầu gấp 3 lần cái gì á? Hơn gì ta? Ba lần bị diễn Ok thì đó, ba là ba lần bị diện ha. Cho nên là mình sẽ farm bị diện luôn cho tới hết 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 video. Biết mình không có nhớ cái ngày ngày bị diện chứ mình biết là mình tích tích cái bị diện mà 5 năm lần kia mình để ngày mai mình farm mình hơi phí. Ok cũng cũng có video hôm với lại lần đó cũng không ra cái gì á cho nên là hy vọng mai ra được cái dây này đó tốt tốt cho Acheron ha. Không ít nhất là queo cầm đỡ không được. Ông xài thật ra xài cho Gallagher cũng được. Anh nghĩ là phòng thủ cũng sẽ rất là hay. Em cũng nghĩ vậy ha. Ok được cái nón tấn công cái này không cần tấn công mà mọi người cần tốc độ. Tôi cần tốc độ cái này thì mình có cái tay này mình có rồi cho nên không cần lắm. Giờ cái này cái double crit không. Ế Bếp Ế bồ tấn công. nhưng mà nó tấn công tỷ lệ bạo hiện tại nó tốt hơn cái hiện tại có vẻ thì có thể khả năng nó tốt hơn cái hiện tại đang xài á. Thử được dày này tốc độ hả. Tính ra em có cái cộng 7 tới tốc độ rồi. Thôi cái giày này tốc hay là tấn công ha. Ế Hey, Ế good. Ế Good, 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 Ế good. Còn cái tay nữa hả. Tay chính xác hiệu ứng cái tấn Ê. công kích phá này. Xét tấn công kích phá Ê. này. Suy Tốc nghĩ độ luôn nè. Ê. nhá. Rồi cái gì Quá rồi, quên rồi. đây. Thì đó. Ê Ê. mình có mạnh Cạnh rồi tranh nhưng nha, mà cạnh tranh nha, cạnh tranh. Chúng ta có thể có cạnh tranh với nhau không không ý nó là ha. cùng lắm thì cầm cho queo cũng được. Cũng tốt nhờ nghe có vẻ nhìn nhìn ổn nha. Lại giày này này giày tóc không còn tấn công. Lộn Này bộ rồi. mày tấn công hay là tóc đây. Thấy chưa, nó lộn bộ mà. Thật ra tóc này để cho queo thì nó là em tính tính cho queo phòng Cái vấn cho queo đề là em thấy không, nó lộn bộ. support á. Mày điên. Hai đứa swap cho nhau cái bộ thôi là xong rồi Ừ cái thương bạo này đó. để lát được để lát 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 lên cuối à mọi người có Hai giờ rồi. bốn là tỷ lệ là ngon này. À không tác hiệu ứng thì để coi Nếu đúng mà là dữ vậy. well thì Thì vẫn đó có thể queo queo happy. queo queo Well thì vẫn happy. queo 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 rồi này vô gì nè vô cái sát thương bạo hài nè. Về quay flash này chứ. Ok tỷ lệ này ố tốt này Ê. tốt này. À. Đau đau Con đó là đau 12 được không? ai nó không vô lần nữa thì nó còn đang tệ hơn cái cũ ha. Nó tệ hơn thật ra nó không tệ hơn cái cũ nó vẫn tốt hơn cái tấn công này. Nhưng mà Vẫn tốt hơn đúng không? để ý nó bỏ này ra để mà thay cái khác vô thôi. Tháo cái này ra nè thay cái này vô nè đó có thêm tỷ lệ bạo này rồi. Giờ chúng ta tới cái này thử coi ba nè mặt b nè hay tỷ lệ đi Phải cộng chín nó vô luôn đi. Phải không? Nghĩ lại. Ây da. Để so với cái cũ rồi, hơi đau. Cái này 6.4 chứ cũng có tấn công. Nhưng mà 12, nó tới Nếu 12. cái này nó vô tỷ lệ thì còn cứu được, nếu Chưa không biết thì vô được. pha. À hết phút rồi. Người người newbie là vậy đó mọi người. Thiếu phút quá. Không đủ lên. Mình đốt cái cộng 3 quên. Rồi giờ nâng mấy cái coi coi có cái nào dùng không. Cái này trước đi ha.
nó mà không vô full chính xác hiệu ứng cho queo thì mình sẽ dùng anh đốt kia. Ok, cái gì? Em đốt cái này luôn đi. Ừ, anh thấy đốt cũng được đấy. Ừ. Còn mình qua cái giày tóc giày cái này cái nón. Ờ cái nón này. Rồi. Ok. Nó chỉ có né thôi. Rồi, giờ mình qua cái kia mình hút luôn. Rồi, giờ mày sao? Mày muốn gì? Cho không? Mấy thứ dòng. Mỗi thứ một dòng. Thật ra thì chấp nhận được. Bởi vì đó là dạy tóc. Dạy tóc hiện tại chưa có, của Acheron. Thế này em đang đeo cái dạy tóc này. Dục nào. Anh thấy cái này thì sao? Cái này á hả? Ừ. Anh đang nghĩ rằng là mình đổi cái dạy tấn công không? Biết em muốn dạy xài tấn công. Biết em đang muốn xài dạy tấn công, nhưng mà ý đó là cái này so với cái này nè, anh thấy làm sao? Đúng không? Cái này với cái này thì thật ra là 20% tấn công nó sẽ hơn. Ừ. Mà đang là 13. Bây giờ ví dụ như mà nếu mà nó trường hợp hơn mà nó vô sát thương bại là 17 đi. Ở đó khoảng tầm 17. Tầm 17 là hơn á. 17, 17 hoặc 18. Thì cái này hơn về thôi. Mặt bệnh viện thì vẫn thua 20% tấn công của bên kia. Dạ. Nhưng mà chắc chắn cả hai đều thua cái gì tấn công. Thì đúng, đúng rồi, thì thôi chắc bỏ cái này đi ha. Tại vì Acheron đang thiếu thứ duy nhất Acheron đang thiếu nè. Anh thấy gì đây không? Cho nên là thử rồi. Okay, thử nước ha. Thử nước một lần. Đây, định hướng ghép. Định hướng luôn. Tỷ lệ bảo. Tỷ lệ. Đây. Cho cái có sát thương bạo dòng phụ vui ha. Và đó là bỏ luôn đi. Rồi thôi cái nữa đi ha. Mà lên luôn. Ừ. Rồi hết rồi đó. Hết bụi nhựa luôn rồi. Đại rồi. Ngon. Ê ai vô. Ai vô rồi. Chuyển tới cái áo để lại nghi kia cho anh. Chắc chắn hơn rồi. Ê vô. Chuyển tới nó liền. Ê vô. Nhìn lên. Làm lẹ. Ý cái gì đây? Suy nghĩ. Ủa gì vậy? Ý đấy, ủa gì vậy? Không suy nghĩ. Biết đâu có suy nghĩ đâu, nhưng mà ủa gì vậy? Vừa vô mà. Chuyển tới nó luôn. Anh luôn rồi. Cái áo, cái thân mới ra luôn cũng đốt luôn. Thân. Đốt hết đi, đốt hết nó mới 14 mà. Nên là tạm lên thử 12 đi ha. Lên thử 12 đi coi sao. Ừ. Rage. Mọi thứ gì dòng. Ít nhất là vô sắc thương bạo. Ít nhất là cũng được đi. Ừ, ít nhất là nó vẫn vô sắc thương bạo đi. Đỡ hơn là nó không vô. Cộng 15 này. Chỗ gì này. Ui, cày thế. Ở kệ, vẫn là một cái tạm xài được. Ổn, nó ổn hơn là lúc trước rồi. Đó, đấu cũng đấu chín. Để chờ, đáng lý đó. Đấu chín 142 cũng được rồi. Nhân 3 bị diện. Vừa mới chơi game mà được nhân 3 luôn, khá là ngon ha mọi người. Okay. Thì chúng ta sẽ dùng hết số lần bị diện để coi như là kết thúc video. Và những cái thứ rác chúng ta sẽ dùng để tráp thêm set của Acheron ha. Và nói trước là thứ chúng ta cần qua chỉ là một thứ, kiểu như là qua cái này thì hơi khó hả mọi người. Nhưng mà qua cái này thì nó cũng dễ, nó không tới nổi. Và cái này nó có thể dùng được cho well nữa. Cho nên là yeah, chúng ta sẽ thử coi chúng ta có thể qua được hay không. Let's go, lần đầu tiên. Ok, lần đầu tiên chúng ta có một cái quả cầu. Hiệu suất hồi năng lượng của set này cần không nhở? Cái này set cũng của DPS cho nên chắc là không cần ha. Tăng sát thương số ảo mà dòng phụ tệ quá. Phòng ngự là bỏ này. Phòng ngự mà dòng như vậy. Mai mốt có đứa nào scale phòng ngự không nhỉ? để coi thử, để coi thử. Lỡ mai mốt có đứa scale phòng ngự mà chơi cái này cũng vui á. Cái này cũng phòng ngự đấy. Cái này bỏ đi ha, nó không có double crit như cái này. Sát
thương số ảo tốc độ kìa. Ê, xài cho queo được, xài cho queo được. Để coi thử. Coi chúng ta có gì nè. Một cái dây, một cái dây. À, nhiều cầu á. Hơi nhiều cầu, cái này bỏ này. Tăng sát thương vật lý. Chắc là bỏ đi. B này, bỏ. Tăng sát thương hỏa này. Ồ, ê, ê. Tỷ lệ sát thương bạo nè, là cho này là cho gì Himeko đó, hợp lý, hợp lý. Đó. Tăng sát thương băng này. Ê. Cái này cho Herta luôn. Wow. Ê, hôm nay hơi bị ngon mọi người. Ừ, nhưng mà cái mình cần nâng cấp thì nó không ngon thôi. Ok, làm tiếp chúng ta có thể làm tiếp 2 lần, 3 lần nữa. Mà do mình vừa đánh xong con boss cho nên là làm 2 lần ở đây. Xong rồi lát quay lại làm thêm lần nữa ha. Ok, một lần. Ồ, toàn dây. Toàn dây. Rất nhiều dây. Ok, ok, có thể xem xét, có thể xem xét. Tăng sát thương số ảo tỷ lệ bạo này, ngon, cũng được, cũng được. Suy nghĩ được. Phòng thủ này. Đặt B này. Tấn công có một tỷ lệ bạo này, xem xét được. Tại cái kia cũng hơi tệ ha. Còn cái này có thể bỏ đi ha. Thêm lần nữa. Let's go. Hai cái dây, ở dưới cũng hai cái dây. Tăng sát thương lôi này, không được này. Tấn công cũng chưa được lắm này. Ê! Mọi người, ê, 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 ngon, ngon, ngon. Tấn công kích phá thì mình không biết ai xài, nhưng mà cái này thì ngon nha, ổn, 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 ổn. 10 điểm, 10 điểm. Cái này thì, ok. Còn một cái rồi đấy. Ok, lần cuối cùng của ngày chúng ta sẽ ra, chúng ta nâng cấp. Và vẫn khá là nhiều đồ ngon à, có vẻ khá là hên. Ê, mình không biết hiệu suất hồi ăn được ai xài, nhưng mà double crit thì nó cũng suy nghĩ được ha. Ok, ok. Tấn công tỷ lệ bạo suy nghĩ được nè. Phòng thủ thì bỏ nè. HP cũng bỏ nè. Tấn công mà không có crit thì cũng bỏ nè. Ok, cũng ổn, cũng ổn. Ra nâng thôi. Cái này nếu mà vô tỷ lệ bạo thì mình suy nghĩ được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ vượt qua cái kia, cho cái kia có crit. Đó, tỷ lệ bạo thiệt nè. Chúng ta sẽ cho nó lên cộng 6 ha. Cộng 6 coi sao. Vô tỷ lệ bảo không. Nó vô tốc độ, không tệ, không tệ. Chúng ta sẽ cho nó lên cộng 10. Thêm lần tốc độ nó, wow. Để từ từ. Có khả năng, có khả năng. Ok, chúng ta sẽ nâng luôn cái này đi ha. Lên 3 thử coi vô gì. Ok, phòng ngự thì hơi không ổn cho lắm. Mà ý nó là nó double crit cho nên nó cơ bản nó đã mạnh hơn cái cộng 15 kia rồi. Và nó tấn công nữa cho nên chúng ta nâng luôn đi ha. Ồ, và nó tốt hơn cái cũ chắc chắn rồi đấy. Ngon, ok, ok. Ngon, 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 ngon. Giờ lên 9 nè, 9 coi sao. Cái đó vô phòng ngự thì cũng đoán được rồi ha. Cũng đoán được nó sẽ vô phòng ngự rồi. Nhưng mà giờ lên 12 coi sao. Let's go. 12 tỷ lệ. Chán, nhưng mà cơ bản là nó vẫn tốt hơn cái cũ rồi, cho nên là ê, bấm lộn, mình trang bị cho queo hèn chứ. Ok, cơ bản nó cũng tốt hơn cái cũ rồi cho nên chúng ta thay được. Ok, giờ Raiden có 3 cái nó một crit 75-140. Cũng ổn ha, cũng ổn, ổn hơn rồi. Ok, sau một buổi sáng rất là bùng lỗ thì bây giờ chúng ta tới buổi tối. Thì mình tâm sẽ... nó cũng bùng y chang vậy. Không biết là bùng đỏ hay bùng kèo ha, đúng không? Thử ra. Ok. Được này. Đi nghỉ được này. Được. Đỏ này. Tăng sát thương vật lý này. Được này. Rồi đứa có tỷ lệ ấy, em không, vấn đề là đứa nào hai vật lý bên ăn em thì chưa có. Ừ, nên cũng bỏ sát thương lôi nhưng không crit này. hay này tấn công kích phá này, hay này. Ok, lần cuối của ngày hôm nay, ngày mai chúng ta làm 5 lần nữa là xong video hết. Ok, có dây kìa, đang cần dây, 3 cái dây luôn. Tấn công kích phá thì dục này, phòng thủ này.
Bắn sát thương băng này, từ từ. Ê, được nha. Ừ, Herta, mặc dù Herta em đang cầm cái set set này nè. Tại vì có cái sát thương băng double crit sẵn rồi, nhưng mà để tạm, không có bỏ cũng được. Đi đâu em lấy chân liêu rồi sao, đúng thì rồi. Đó, để suy nghĩ. Ê. Ê. Cũng được này. Cái này dục này. Ê, bỏ này. Ê. Ê. Hiểu được luôn này. Khoan. Rồi, ao nâng độ thôi. Tấn công. Cái hiện tại, ý là mình chưa biết như thế nào, mình nâng mấy cái khác trước, tại vì cái hiện tại của mình nó double crit. Đúng không mọi người? Cái hiện tại của mình nó double crit rồi, cho nên là kiểu như là nó một crit thì nó khả năng chưa khả năng khá là cao, nó không bằng được cái hiện tại á. Để coi cái này sao nè. Tỷ lệ không? Cũng chính xác hiệu ứng. Nâng ông ta. Ừ, anh thấy gì sao? thử lên chín đi ha, cứ lên chín để thử nước đi. Nó mà vô hai lần thì nó cũng lại ngang như cái cũ. Cứ lên chín thử nước đi. À rồi một lần nè. Rồi lần thứ hai lần luôn. Rồi dục cái này hợp lý. Rồi dục luôn cái cộng chín này vô cái này nè, lại lên cộng chín luôn nè. Coi hai lần sát thương bạo không? Cũng một lần nè. Một lần lên cộng 12 không vậy? À, không đủ đồ. À, đủ đồ không ta? Vô. Ồ. Ê. Ê. Ê, khoan. Bình thường anh nghĩ ở cái đoạn này thì 17 là ngừng rồi đó. Ừ. Ok, thử lần cuối đi ha. Let's go. Thế thương bảo. Chưa anh nói mà 17 là hết rồi. Nghi lắm. Ê. Tại vì chờ lần cuối lâu á, cho nên mình quay 4 lần trước ha mọi người. Ok thì chúng ta có lần đầu tiên của ngày hôm nay. Oh, và toàn set kia luôn. Ai giữ người ta này, phòng ngự dục này, cái dục này, tấn công kích phá này, phòng ngự tiếp này. Ok, bàn chay của set kia không mà cũng không tốt nữa mọi người. Ok, tấn công kích phá. Cái này ai cho tấn công kích phá là hơ ta à? bỏ. Mọi người. Hồi nãy có mở một lần vị diện á mà mình quên quay lại. Hai. Hết cú thiệt. Thì tâm nó nhìn chung là nãy mình quay vừa sau cái lần toàn đồ kỳ kỳ hồi nãy thì mình đã quay ra được một cái này, cái sát thương lôi có khả năng được một cái và một cái dây tấn công có tốc độ và sát thương ha, để coi như thế nào. Ok, giờ chơi tiếp. sorry mọi người nhá. Ok, chúng ta có hai lần tiếp theo ha, coi chúng ta coi được những gì. Go. Con này coi thử cái sát thương lôi set này không cần lắm ha, công thì mà dòng phụ vậy thì cũng chịu. Đang sát thương băng mà dòng phụ mình có cái double crit ngon hơn rồi. Ok, phòng thủ này, áp B này, double phòng ngự luôn này, mạnh quá. Tấn công kích phá này, ok bỏ ha. Ok, lần tiếp theo. Ok, nó chia đều, lần này thì chia đều ha, hợp lý. Áp B này, phòng ngự tiếp này. Cái này mình chưa có tấn công luôn ha. Hơi hiếm. Cái này giữ được nữa nè. Tốt ha. Tấn công mà dòng phụ vậy thì chịu nè. Có phòng ngự. Ok, chúng ta chỉ còn đúng một lần nữa thôi. Ok. Thử im lặng thôi mình. Mình thử im lặng mình nâng thôi. Coi sao. Tốc độ lần nữa này. Cái kháng hiệu ứng này. Cái này nó không tệ ha. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ cho welt chứ không phải là cho mọi người nhìn con welt của mình. Nó thiếu cái dây này. Cái dây này thì nó không phải cho DPS ha. Cái dây này mọi người nhìn cái dây siêu tốc độ luôn. Cái này tốc độ cũng 7, cái này tốc độ cũng 7. Quay đi siêu đi nhanh luôn, 148 tốc. Ok, nhựa cuối cùng.
Let's go. Hy vọng lần này cho cái gì đó nâng cấp cho Acheron đi. Cảm ơn. Vô. Nghĩ mà được sao? Có tới tận ba cái quả cầu này. Được cái nào đó gì hát thương lôi đó, một crit là được á. Phòng ngự này, một cái chữ này. Phòng ngự hai này. Cái cuối cùng thì sao? Tăng sát thương nguyên tố hỏa một crit. Rồi ok, chịu hơn chù ghê quá. À không nói gì được. Không biết nói gì.